Chào các em học sinh thân yêu trên toàn quốc, thầy là Phạm Sĩ Nam, giáo viên dạy môn toán, khóa học H2, khóa nền tảng của học 247. Các em học sinh thân mến, đây là năm học đánh dấu nhiều thay đổi của Bộ Giáo dục về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, đặc biệt môn toán được chuyển từ hình thức thi tự luận sang hình thức thi trắc nghiệm với 50 câu hỏi trong thời gian 90 phút. Và trong năm nay, nội dung thi hoàn toàn ở trong chương trình lớp 12. Các em thân mến, với mỗi sự thay đổi thì đều có những khó khăn, có những thách thức và cũng có những sự thuận lợi. Thấu hiểu những cái băn khoăn của các em và mong muốn đồng hành cùng các em vượt qua kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 với kết quả tốt nhất, thầy và ban chuyên môn của học 247 đã xây dựng một chương trình luyện thi trắc nghiệm gồm khóa nền tảng H2, khóa luyện đề H4, ngân hàng đề H99 và chương trình khảo thí H7. Sau đây thầy sẽ giới thiệu chi tiết về khóa nền tảng H2. Trong khóa nền tảng H2, thầy sẽ dạy kỹ cho các em các kiến thức lý thuyết căn bản, kiến thức trọng tâm trong chương trình 12. Và chúng ta cũng được luyện tập với các ví dụ minh họa với các mức độ khác nhau. Sau đó thì các em sẽ có các bài tập tự luyện dưới hình thức tự luận và trắc nghiệm và có lời giải chi tiết để các em kiểm tra. Và cuối mỗi phần, mỗi chương thì chúng ta đều có các bài kiểm tra online nhằm giúp các em đánh giá năng lực qua việc kiểm tra các phần này. Ở khóa học gồm các chuyên đề cụ thể như sau. Cuối cùng, để các em có cách nhìn toàn diện hơn và vững tin hơn về cách học và thi với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, sau đây thầy sẽ có một vài chia sẻ và mong các em lưu ý. Thi tự luận hay thi trắc nghiệm là hình thức thi để kiểm tra kiến thức của các em. Vì vậy, cho dù thi hình thức nào thì chúng ta cũng phải học kiến thức một cách bài bản. Đặc biệt, với hình thức thi trắc nghiệm, mỗi câu chưa tròn 2 phút và trong đề thi trắc nghiệm thì có những câu lý thuyết, những câu kiểm tra những bước suy luận ngắn và kiến thức được phủ rộng. Vì vậy, chúng ta cần phải học lý thuyết một cách chắc chắn hơn, chúng ta học phương pháp kỹ hơn và chúng ta cần phải học rộng hơn và không bỏ sót bất cứ một nội dung nào trong chương trình. Các phương án trả lời trắc nghiệm là những phương án gây nhiễu bên cạnh các một phương án đúng. Và các phương án này được xây dựng dựa trên những sai lầm mà học sinh thường gặp. Vì vậy, khi học chúng ta cần phải học kiến thức một cách chắc chắn để tránh được những cái sai lầm mà chúng ta thường vấp phải. Với hình thức thi trắc nghiệm, khi chấm thì người ta chỉ quan tâm đến kết quả đúng. Vì vậy, các em cần phải rèn luyện để chúng ta làm bài chính xác, tính toán một cách chính xác. Số lượng các câu trong đề thi trắc nghiệm khá nhiều và thời gian của chúng ta thì khá ít. Vì vậy, đòi hỏi các em phải có sự linh hoạt trong xử lý các câu. Bên cạnh chúng ta có một kiến thức căn bản, vững chắc thì chúng ta cũng cần phải có những suy luận nhanh như là chúng ta cần phải biết loại trừ đáp án, chúng ta cần có những kỹ năng như là thử đáp án hoặc là nhớ các cái phương pháp để tính nhanh bài toán để chúng ta nhanh chóng có được cái đáp án. Về cách học thì các em cần học kiến thức trong từng chủ đề một cách chắc chắn. Chúng ta cần chú ý những cái sai lầm thường gặp trong chủ đề đó. Sau khi học lý thuyết một cách chắc chắn thì các em cần làm thành thạo những bài tự luận ngắn. Chúng ta tránh làm những bài trắc nghiệm ngay từ đầu bởi những cái đáp án có thể gây cho chúng ta những cái sự hoang mang.
Sau đó thì chúng ta cũng cần phải luyện tập những cái kỹ năng tính toán nhanh, các cái phương pháp tính nhanh, các kỹ năng loại trừ và các kỹ năng để có nhanh chóng có đáp án. Thầy chúc các em có sức khỏe tốt và chúng ta có được kiến thức vững chắc sau khi chúng ta học khóa nền tảng H2 để làm bàn đạp cho chúng ta luyện tập thêm đề thi trắc nghiệm cùng với các chuyên gia và ban chuyên môn và cộng đồng giáo viên của học 247. Đặc biệt, các em sẽ được tham gia với chương trình khảo thí mà học 247 phối hợp cùng các chuyên gia, các thầy cô ở các trường trung học phổ thông chuyên, các trường trung học phổ thông chất lượng cao ở trên toàn quốc, nhằm mục đích giúp các em có được sự trải nghiệm với các đề thi trắc nghiệm để chúng ta vượt qua kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 với kết quả cao nhất.